U17 Việt Nam hôm nay mới thể hiện bản lĩnh, cả châu Á phải khen ngợi, còn người Thái chỉ biết trút cơn tức giận lên đội nhà. Cả hai đội U17 Việt Nam và Thái Lan đều đã giành chiến thắng trước hai đội chiếu dưới là U17 Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. So với U17 Thái Lan, Việt Nam đang thắng với một cách biệt khá là tốt. U17 Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số là 4-0 trong ngày ra quân và sau đó vượt qua Nepal 5-0 ở lượt trận thứ hai. Trong khuôn khổ, U17 Thái Lan đã thắng 3-0 trước Nepal ở trận mở màn bảng F, thắng 3-1 ở trước Đài Bắc Trung Hoa cách đây 3 ngày. Với chỉ số phụ hiện tại, bàn thắng rất là tốt, U17 Việt Nam rõ ràng đang chiếm một lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng với Thái Lan. Điều kiện cần và đủ để Việt Nam hoàn thành mục tiêu là không thua ở lượt trận cuối. Nghĩa là chỉ cần hòa trước Thái Lan, Việt Nam sẽ cán đích ở vị trí số 1 bảng F và giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2023. Trong khi đó, U17 Thái Lan buộc phải thắng nếu như muốn vượt qua được Việt Nam. Nắm trong tay quyền tự quyết và được chơi trên sân nhà, U17 Việt Nam tất nhiên đang hứa hẹn rất nhiều điều và sẽ có được một kết quả hòa. Với hiệu số kể trên, Việt Nam chỉ cần hòa trước Thái Lan là đủ để giành quyền tự quyết vào vòng chung kết U17 châu Á 2023. Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đặt quyết tâm thêm một lần nữa để khẳng định trong mắt người hâm mộ. Quyết tâm ấy càng được thể hiện trong phát biểu của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, tiền vệ Lê Đình Long Vũ, cả hai đều khẳng định U17 Việt Nam sẽ hướng tới giành trọn 3 điểm như là một món quà dành cho người hâm mộ đến sân Việt Trì. U17 Việt Nam có thể chơi chưa quá ấn tượng trong hai trận đầu, nhưng đây sẽ là một điểm hay của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Quốc Tuấn. Không cần thể hiện hết tiềm năng nhưng mà vẫn có một chiến thắng giòn giã. U17 Việt Nam đang có một hàng tấn công chất lượng như là Đức Thiện, Lê Phát, Công Phương, Hoàng Sơn, khả năng phối hợp tấn công đa dạng nhờ những mảng miếng phối hợp sắc sảo ở hai cánh, đặc biệt là những bài đánh đổi chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công tương đối nhuần nhuyễn khi mà đối thủ đã gây sức ép. U17 Việt Nam còn có một đặc điểm khá khen, đó chính là khả năng gây áp lực trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho hàng thủ đối phương sụp đổ. Ở trận gặp U17 Đài Loan Trung Quốc, Việt Nam đã ghi 3 bàn chỉ trong 7 phút để thắng đậm 4 bàn. Đến cuộc so tài với U17 Nepal, đội bóng áo đỏ đã nã vào lưới của đối thủ 4 bàn chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên. Đó là một vũ khí lợi hại để U17 Việt Nam có thể tiến xa hơn trong những giải đấu với mật độ dày như vòng loại U17 châu Á. Vốn dĩ thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn không thể chơi tốt trong cả hai trận mà phải phân phối thể lực, điểm rơi phong độ. U17 Việt Nam chỉ cần tăng tốc ở một số thời điểm là đã được ghi bàn và chiến thắng, nhờ vậy giữ vững được lực lượng mạnh nhất cũng như là một thể lực dồi dào cho trận đấu với Thái Lan. Và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, ngày hôm nay Việt Nam đã có một trận đấu phải nói là rất tuyệt vời. Những gì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn giấu kín ngày hôm nay trước Thái Lan mới có dịp để phô ra, và U17 Thái Lan thì cũng giống như là Nepal và Đài Loan mà thôi, đều không đủ nhiệt huyết để có thể chịu được đội tuyển Việt Nam. Dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả tại Việt Trì Phú Thọ, U17 Việt Nam đã hừng hực khí thế bước vào trận đấu. Chúng ta nhập cuộc chủ động và tạo sức ép với đội tuyển Thái ngay từ khi bóng được giao. Và chỉ mất 8 phút chúng ta đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên lên khung thành của Thái Lan. Trong tình huống này, cơ hội đã đến với Đức Thiện nhưng mà cú dứt điểm của tiền đạo bên phía Việt Nam thì lại hơi thiếu lực. U17 Việt Nam tiếp tục tạo đà ra một các tình huống nguy hiểm lên khung thành của Thái Lan ở những phút thứ 10 và 15 nhưng đều không tận dụng được. Trong khi đó, Thái Lan cũng đã có một lời đáp trả ở phút thứ 18 khi mà Surachai đã thoát xuống đối mặt với thủ môn U17 Việt Nam nhưng mà thủ môn Phạm Đình Hải đã băng xa rất kịp thời để cứu thua. Không tận dụng được cơ hội, U17 Thái Lan đã ngay lập tức bị trừng phạt. Phút thứ 20, U17 Việt Nam có một quả phạt ngon ăn ở ngoài vòng cấm và không để cho khán giả thất vọng, cú sút phạt đó không thể chính xác hơn của Công Phương đã giúp cho U17 Việt Nam có được bàn thắng mở tỷ số. Sau bàn thắng mở tỷ số, U17 Việt Nam đã chơi hết sức hưng phấn và có phần thiếu kiểm soát. Huấn luyện viên Quốc Tuấn đã phải nhắc nhở các học trò bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Nhưng có vẻ Việt Nam không thể bình tĩnh được khi mà chúng ta liên tục tấn công và chỉ sau 5 phút, chúng ta lại nhân đôi cách biệt. Đó là ở phút thứ 25, đường chuyền của đồng đội đạt cho Long Vũ và một cơ hội đối mặt. Tiền vệ của Việt Nam đi bóng qua thủ môn rồi sút vào lưới trống. Trong khi là đã dẫn trước được hai bàn, Việt Nam đã chơi thong dong nhưng vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Chúng ta không có quá nhiều sự quyết liệt nữa, nhưng mà bàn thắng thì vẫn đến với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Lần này là Đức Thiện với pha vùng chân cực kỳ uy lực đưa bóng cắm thẳng vào góc chữ A khung thành của Thái Lan, 3-0 cho đội tuyển Việt Nam và là bàn thắng đầu tiên của Đức Thiện trong giải đấu này. Có lợi thế 3-0 trong tay, chúng ta đã chơi hết sức nhẹ nhàng. Dù vậy thế nhưng, sức mạnh vẫn có thể nói là hơn hẳn đội tuyển Thái Lan. Chúng ta vẫn có những cơ hội hết sức nguy hiểm ở những phút còn lại của hiệp 1. Thế nhưng bàn thắng thứ 4 vẫn chưa đến và kết quả là 3-0 trong kết thúc hiệp 1. Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. U17 Thái Lan đã thể hiện một quyết tâm lớn. Thế nhưng, lực bất tòng tâm, họ vẫn không làm gì được trước Việt Nam và chấp nhận thua chúng ta.
Với chiến thắng giòn giã ở chính sân nhà, U17 Việt Nam đã trực tiếp giành tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết U17 châu Á 2023. Quan trọng hơn, những nghi ngại về màn thể hiện trong hai trận đấu đầu tiên ngày hôm nay đã được thầy trò huấn luyện viên Quốc Tuấn xóa bỏ. Chúng ta đã thể hiện một lối chơi đầy chủ động và dù là đối thủ có mạnh như Thái Lan hay yếu như Nepal, gặp chúng ta thì cũng đều nhận một kết cục là thất bại thảm hại mà thôi. Hóa ra Việt Nam không thích ghi bàn, chứ bất kỳ lúc nào muốn thì người ta vẫn có thể ghi bàn được. Người hâm mộ Singapore đã khen ngợi. Người hâm mộ Trung Quốc thì ca ngợi, đây sẽ là một thế hệ cầu thủ trẻ xuất sắc của Việt Nam. Các bạn đang có một nền bóng đá tuyệt vời, xin chúc mừng. Khán giả Hàn Quốc thì nhận xét, U17 Việt Nam chơi quá ấn tượng, các bạn thật sự tiềm năng và có thể trở thành một thế lực của bóng đá Đông Nam Á. Đó là những lời khen của người hâm mộ quốc tế dành cho U17 Việt Nam sau chiến thắng. Còn về phía Thái Lan, đây quả thực là một buổi tối ác mộng. Người hâm mộ Thái đã viết, ôn bồ nên rút khỏi chiếc ghế đó, U17 Thái Lan đã thua Việt Nam liên tiếp 2 trận. Càng đá thì càng tỏ ra yếu ớt, các người chỉ khiến cho bóng đá Thái Lan thêm nhục nhã. U17 Thái Lan và tất cả các cấp độ trẻ của Thái Lan hiện nay đều là một lũ vô dụng, tất cả những người nên đổi nghề đi và đừng làm cầu thủ nữa. Hay, hãy xem những cầu thủ thi đấu thật tồi tệ, xấu hổ cho thất bại này là chưa đủ bởi cấp độ nào thì cũng đã liên tục thua Việt Nam. Đọc những lời bình luận này thật sự cảm thấy thương thay cho người hâm mộ Thái Lan. Trong năm 2022, mọi cấp độ trẻ từ U16, U19, U23 của bóng đá Thái Lan chỉ toàn thua và hòa khi mà đối đầu với các đội tuyển trẻ của Việt Nam ở mọi giải đấu khu vực và châu Á cũng như là giải U19 quốc tế thanh niên. Tính từ đầu năm 2022 tới nay, tính thêm cả trận đấu này, các đội tuyển trẻ của Thái Lan đụng độ đối thủ là Việt Nam ở mọi cấp độ. Tổng cộng là 9 trận nhưng mà chỉ có 2 trận hòa và thua 7 trận. Thật sự là quá chua chát cho Thái Lan khi mà chứng kiến lứa trẻ của họ bị Việt Nam vùi dập. Thế nhưng chúng ta cũng không có cách nào để giúp họ. Vì bóng đá Việt Nam thì vẫn phải tiến bộ theo đúng lộ trình và chúng ta vẫn cứ phải thắng họ. Đó là về nỗi đau của bóng đá Thái Lan. Trở lại với U17 Thái Lan thì họ đang đối mặt với nguy cơ bị loại cực kỳ cao sau khi mà để thua Việt Nam. Thôi chúng ta, Thái Lan rất khó để làm một trong năm đội nhì có thành tích tốt nhất. Dù là có nhiều bảng có 5 đội cùng với việc là có 2 đội bỏ giải, cách xét thứ hạng của đội nhất nhì mỗi bảng sẽ thay đổi. Cụ thể, khi mà tính thứ hạng Trung Quốc sau lượt trận cuối, các đội nhất nhì ở bảng 4 đội sẽ trừ đi thành tích đội bét bảng, còn các đội nhất nhì ở bảng 5 đội sẽ trừ đi thành tích của đội bét và đội áp chót. Ví dụ bảng B, Indonesia và Malaysia sẽ phải trừ đi thành tích của Guam, Palestine. Trong nhóm 6 đội nhì có thành tích tốt nhất, Malaysia đang có 3 điểm, hiệu số thắng bại là cộng 1. Ở bảng F, U17 Thái Lan đã có 3 điểm, hiệu số cộng 2 do đã trừ đi kết quả với đội bét bảng. Với bảng A, C, E và G, vị trí mỗi bảng này thì đều có 0 điểm nhưng hoàn toàn có khả năng giành 3 điểm và tham gia cuộc đua giành vé vớt. Ở bảng A là Jordan, bảng C là Oman và Iraq, bảng E là Lào, Kyrgyzstan, bảng G nhiều khả năng là Hàn Quốc. Nếu một trong số các đội kế chiến thắng và cán đích với hiệu số lớn hơn Thái Lan thì U17 Thái Lan chắc chắn không qua được vòng loại.